Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 1/10 độ cái gì chân đẹp gợi cảm đến từ bài cờ có tiếng ở Sài Thành. Cái chiếc Vario 1/10 chắc hẳn là một mẫu tay ga đang đứng đầu từ mặt chiếc kế thao, cũng như cái phần động cơ đầy êm ái từ nhà Honda. Không những em ấy được người tiêu dùng quan tâm mà những bài cờ thích độ chế cũng để lại nhiều nguồn cảm xúc về cái mẫu xe này. Điển hình là cái chiếc Vario 1/10 độ kiển như đây, đến từ một biker tên là Nguyễn Hùng ở đất Sài Gòn. Xem qua tổng thể, các có sự đổi mạnh mẽ ở cái phần dàn chân, nhưng bộ áo vẫn giữ cho người xem cái nhìn nhẹ nhàng tinh tế với cái gam màu bạc. Những món đồ chơi chuyển được gác lên xe rất thẩm mỹ, hợp lý, mang lại cái sự đẳng cấp khác biệt cũng như tăng cường cái vẻ đẹp hiệu năng hoạt động cho xe. Dù không phải là mẫu xe thi một độ, nhưng người chủ vẫn trang bị một cái bộ bánh căm lên một cái bô độ chắc chắn sẽ rất là yêu tốc độ, nên việc sở hữu một cây trợ lực Hoalin là điều rất cần thiết. Không những hướng kiển mà nó còn giúp tay lái trở nên ổn định hơn khi chạm độ cao. Dàn chân được lò bỏ mâm đúc ngũ bình, thay đó là một cái cặp bánh căm và bảy inch với cái niềng nhôm SL ASEAN ống ánh cái gam màu bạc. Việc chế bánh căm niềng nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể và tốt hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh với đĩa của Winner cho 10 đi kèm cái lồng nhôm kết hợp cùng với heo Rainbow 2 bít đá xứng logo lớn, qua cái sự hỗ trợ của phát heo CNC chạy từ máy cho cái độ chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết bánh lái trước được cố định bằng ốc rồ ti. Hệ thống chất giảm sắp sau từ hãng Hoalin, ta thấy được nó được trang bị một bình dầu. Đây là mẫu phụ đồ chơi có mức giá trị đẳng cấp, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Lò xo ti phụ kích thước lớn zin cho cái nhìn cứng cáp. Bình dầu với cấu tạo bên trong chứa hai lớp dầu và khí tơ. Khí tơ quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu trượt nén. Ống xả zin được lò bỏ và thay thế bằng một cái ống xả Yoshura với cái lon bô cấu tạo từ carbon chịu nhiệt, giảm nhiệt là cực kỳ hiệu quả. Kết hợp cùng đó là cổ bô titan cực đẹp trong từng khúc nối nghệ thuật. Việc chơi bộ độ sẽ cho ra thức âm thanh trầm ấm đầy của lực, tạo ra cái sự chú ý cho mọi người. Không quá trao chuốt về mặt đồ chơi, chỉ vài món đơn giản như thế thôi cũng đã khiến chiếc xe trở nên đẳng cấp, mang lại nhiều cảm xúc thèm khát cho người xem. Và giá của chiếc Vario 1/10 2.9 hiện nay rơi vào tầm 50 triệu đồng. Cái mẫu xe này được bán tại các cửa hàng bán xe tư nhân. Đây được xem là một mức giá bán ấn tượng hấp dẫn để các bạn sở hữu một cái chiếc tay ga đẳng cấp. Exter 100 phiên bản Touring cuối cùng. Xe độ ở nước ta hiện nay rất đa dạng về mặt kiểu dáng. Các phiên bản độ nhức đầu từ vài triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Từng bản độ đều có những vẻ đẹp riêng, lợi ích của nó và người dùng dưới đây là một bản độ Touring, một trong những bản độ hiếm hoi của cái dòng là Exter 100. Bản độ đầy nhẹ nhàng trong một cái màu áo xanh trắng đỏ dưới cái nắng ánh sáng ấm áp. Ngoài ra sẽ còn trang bị nhiều món đồ chơi đúng phong cách là Touring tiêu chuẩn đi vượt. Sẽ được trang bị cho mình cái cặp led L4 trên một bộ phát CNC thành bắt ngang cái đầu xe. Cái công cụ của nó chỉ có chủ xe thấu hiểu. Xe còn được trang bị một cái ổ sạc điện thoại tiện lợi trong những cái chuyến đi vượt nhiều ngày. Ổ khóa Energy Startup của những mẫu xe hơi chế qua với cái chữ Chrome, với cái chữ Chrome là tên từ người chủ chiếc xe này. Mặt nạ trước có thêm một cái led L4, thùng GV trước và chống độ các chân sau. Ngoài ra, chuẩn nhất phong cách Touring của em ấy chính có thêm hai thùng GV ở sau. Phần cản sau GV do thùng hai bên là quá lớn, để đảm bảo có sự an toàn, người chủ còn chế thêm cái xi nhan nằm ngoài. Xe còn được trang bị băm da chết bạc và một nhâm xe đĩa vàng sạch sẽ trong từng mắt sơn. Được biết người chủ chăm sóc con xe cưng của mình rất kỹ. Đây là một số góc ảnh người chủ đang tạo dáng phong trần bên con chiến mã. Rất phong cách lãng tử làm cho những cô gái phải mời mệt. Em ấy đang sao kè các kiểu nặng ký của Vario 1/10. Cảm ơn các bạn theo dõi đến hẹn được chi tiết. Nhớ like, share, subscribe.